Chương trình ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV với Hương Thơ và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đây là chương trình được phối hợp giữa Sài Gòn TV và công ty Quốc Vượng Foods. Thu Hương sẽ hướng dẫn quý vị cái món bún mọc với cái cách nấu ngày nay tại xứ hải ngoại này, nhưng mà cũng không kém gì cái phần hương vị của bún mọc với nguồn gốc ở từ ở ngoài Bắc. Ăn ngon mà nấu nhanh, đó là cái mục đích của chương trình ẩm thực ngày nay. Bây giờ mình bước vào chương trình đi. Dạ vâng, để nấu được một cái nồi bún mọc rất là nhanh chị Hương Thơ, nhưng mà đúng ra đó là chỉ có mọc, và có mọc là làm từ giò sống quý vị. Nhưng mà ở bên này nè, các phụ nam người ta nếu mà không có một tí sườn vào đó thì nói là không có người lái. Vì thế cho nên Thu Hương cho thêm một tí sườn vào nữa, chứ đúng ra không cần sườn để làm cho nước ngọt, vì cái nước ngọt đã có cái lon cốt súp heo của công ty thực phẩm Quốc Việt. Con lon cốt súp heo này là được từ xương heo, mà ngoài ra còn có thêm những muối, đường, nước mắm nữa. Vì thế cho nên những cái khâu lĩnh kỉnh đó quý vị không cần nếu quý vị đã có cái lon cốt súp heo này. Cốt súp heo này, một cái lon này là quý vị có thể nấu được tới 2 gallon. Như hôm nay Thu Hương muốn nấu một nửa thôi, nửa lon cốt súp heo này và 1 gallon nước lạnh nấu lên. Và phần nêm thêm còn có gì? Còn có thứ nhất là mọc nha quý vị. Và ngoài ra cần phải có nấm mèo và một tí tiêu. Vậy là cái phần mọc xong rồi. Ngoài phần mọc ra thì còn có xem sườn heo. Và ngoài sườn heo còn có gì? Còn có một tí nấm đông cô cho nó thơm lên. Vậy là xong rồi. Còn cái phần phụ là hành, ngò, rau ghém, tùy ý Hương Thơ và tùy ý quý vị khán giả. Bắt đầu nha, bây giờ Thu Hương phải trộn thịt nha quý vị. Bây giờ đó, thịt heo ở bên này đó nó hay có những cái mùi nó oi oi. Cho nên quý vị nhớ nha, thịt heo mình mua về mình phải nấu nước sôi lên và mình cho một tí muối vào. Rồi, bây giờ là nước sôi rồi nha quý vị nha. Bắt đầu là Thu Hương bỏ sườn heo vào để mà mình trần nó đi. Rồi, đó, Thu Hương trần nó nha. Rồi, bây giờ nó sôi rồi, vào đây, đó, nó sôi. Ở đây mình vớt ra ha, bỏ vào nước lạnh. Dạ vâng. Đó, mình rửa nè, nhớ là trong mấy cái xương này nó ra mấy cái này là chị nè. Cái này nó làm cho cái nước lèo của mình đục đấy chị nè. Bắt đầu cái nước này mình vớt đi nha quý vị. Rồi. Bắt đầu là em sẽ phi hành lên, em cho sườn heo vô và em cho cốt súp heo vô em rang. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại đã vào chuyện cho đài. Và sẽ tiếp tục với phần thực hiện món bún mọc với Thu Hương và thợ vị thợ nếm Hương Thơ trong chương trình ẩm thực ngày nay. Dạ vâng, chào đón quý vị đến với phần 2 của chương trình ẩm thực ngày nay. Bây giờ Thu Hương đang chuẩn bị để mà mình ram cái sườn lên với cốt súp heo của Quốc Việt. Bây giờ trước tiên nhá, Thu Hương cho dầu vào nè. Đó, ok, rồi. Dầu ô liu phẩm. Dạ, không dầu thường thôi chị. Rồi bắt đầu đến cái này là hành. Phi hành lên. Dạ, phi hành lên. Lửa nhỏ hay lửa lớn? Lửa vừa thôi nha quý vị. Để cho hành nó hơi vàng một tí. Xong là cái sườn mà nãy Thu Hương đã trần rồi đó, Thu Hương cho vào. Ok. Tablespoon nha quý vị. 2 tablespoon cốt súp heo quý vị nha. 2 tablespoon. Dạ. Tablespoon có nghĩa là muốn canh nha. Dạ vâng. Xong mình xào lên cho nó thơm. Để có cần bỏ thêm nước mắm không? Dạ không. Không cần. Trong cốt súp heo quốc Việt này là một cái nó rất hay làm. Ở Hương Thơ và quý vị biết không, là vừa có xương heo nè, vừa có muối, đường và nước mắm hết cho quý vị rồi. Em cho cái nấm này vào, cái nấm đông cô này nè, nó làm nó cũng phải cần ngấm ở trong đó. Nó ngấm trong cái cốt súp heo luôn. Đó, cho cái nấm đông cô vào. Xào lên. Okay. Rồi. Rồi, bây giờ mình là khoảng mấy phút? 5 phút thôi, xong rồi bắt đầu nè, Thu Hương lúc nào cũng có cái bình nước nóng ở ngoài sẵn rồi. Để cho nó nhanh nha quý vị. Đó, cho nên cái đó là cái cách nấu rất là nhanh. Chứ không bỏ nước lạnh thì lâu lắm phải không? Nước lạnh thì nó lâu. Rồi mình cho nước nóng vào ha. Mình okay. Vừa cho đủ ngập nước của cái mặt sườn cho đừng có cho nhiều, hầm nó lâu lắm. Và quý vị biết không, cái nước này nè, mình đậy nắp lại và mình nấu sườn nó sôi khoảng chừng 20 đến 30 phút thôi. Rồi bắt đầu bây giờ Thu Hương làm mọc nha. Đây là cái mọc mà quý vị mua ngoài chợ nè. Bắt đầu là cho mọc vào. Cho giò là vào. Thịt heo họ xay ra. Dạ vâng. Mà quý vị biết không, nếu mà quý vị nào mà mình không có ở gần khu chợ thì mình nhớ là những cái này người ta hay để trong cái tủ
tủ đá frozen. Cho nên quý vị có thể làm với thịt heo xay mà quý vị nhờ người ta xay cho mình 3 lần. Xong rồi quý vị nêm thêm cái cốt xúc heo này vào và đánh lên thì nó cũng ra mọc thôi. Nghe mà... nói mình bây giờ mình phải đập không biết làm đó. Mình làm đó. Mình cứ quét như này, quý vị quét rồi xong rồi quý vị cái gì ạ? Đó, cứ làm vậy thì nó ra hàng nhạt đập mình lên. Sau cái này là mình không có sổ hết. Đây đập. Đó, tơi hết lên. Xong rồi sao? Mình cho nấm mèo vào nha. Đó, mình cho tiêu vào, tí tiêu tí nấm mèo. Rồi. Bắt đầu cái phần này là cái phần mình quết nè. Đó, mình thật quết. Nấm mèo mình cũng rửa sạch ngâm rồi. Ngâm rồi mình cắt nhuyễn nha. Dạ. Đó. Quý vị thấy không? Quý vị càng quết thì cái mọc của mình sau khi mà nó chưa có cái này thì nó gọi giò sống, nhưng mà khi mình đã cho cái nấm mèo và tiêu vào mình quết là thì màu. Là màu đó nha quý vị. Và quý vị nhớ nha, khi mà nước nó sôi đó mình đừng có đậy nắp nha quý vị, để mình chi mình hớt mấy cái bọt nè quý vị nè, mình càng hớt thì cái nước lèo của mình nó càng trong đó. Và là cái nước lèo có dạ. Sườn non với lại rồi mà wow, thấy chị sau 20 phút phải không? Dạ vâng, sau 20 phút là 20 phút là thịt nó mềm rồi nha. Okay. Mà nó có bọt nè quý vị nhá. Quý vị chịu khó mình hớt bọt đi. Rồi, bắt đầu bây giờ cho thêm nước. Dạ, yeah, cho thêm nước cho quý vị. Hồi nãy là Thu Hương cho làm sao hầm sườn nửa ga lông. Quý vị cho làm sao mà nó đúng 1 ga lông thì nửa hũ cốt xúc heo quốc Việt. Nhưng mà không sợ quý vị, quý vị chỉ có thể nêm cho vừa miệng thôi. Hồi nãy Thu Hương cho nửa ga lông, bây giờ cho thêm nửa ga lông nữa. Nhưng mà cái lúc mình hầm sườn á thì nước nó cạn xuống một tí, cho nên mình phải nêm xong cho nó vừa miệng. Còn nếu mà mình đổ nước đủ 1 ga lông thì mình cứ cho hết cái phần còn lại của nửa hũ cốt xúc heo, tức là 9 tablespoon nè. Hồi nãy Thu Hương dùng 2 tablespoon rồi, bây giờ Thu Hương sẽ cho vào 7 tablespoon nữa nha quý vị. 1 2 3 4 5 6 đó, 7 tablespoon nha quý vị. Và trước khi đó mà Thu Hương cho mọc vào đó, Thu Hương cũng vớt hết cái bọt này đi nhá. Bắt đầu bây giờ cho mọc nha quý vị. Đó, khi mà mình cho mọc vào đó mình ráng sôi nước cao. Cái này đó là cái mà mình ăn kem đó quý vị, ice cream scoop. Đó, Thu Hương làm như vậy để cho Thu Hương muốn cho không nó có thì lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng mình làm tròn tròn thôi. Mà lúc này mình cho mọc là mình phải cho lửa nó sôi lăn tăn, không có luôn sùng sục để chi chị, để mình nấu cái mọc cho nó chín. Vậy là lửa vừa thôi à? Lửa vừa thôi dạ. Wow, rồi này là rất là chất lượng tại vì nhiều mọc. Dạ. Chỗ này để khi nào có rồi ngồi ăn ha. Dạ, đây. Đó, thì chúng tôi thấy không? Mọc rất là ngon. Đó. À, dạ. Nhưng mà mình phải cho nó sôi lăn tăn khoảng chừng 15 phút nha quý vị. Tại vì cái này là thịt sống đó quý vị. Cho nên là mình phải để cho nó sôi lăn tăn thôi. Đó, bây giờ là Hương Thơ và quý vị thấy nha. Bây giờ là mình đã nãy giờ mình nấu nó sôi lăn tăn được 15 phút rồi. Bây giờ Thương mở lửa cho thật nhỏ lại, bắt đầu múc ra tô nha. Đây là đó, mình sẽ cho 2 miếng sườn nha, tùy theo quý vị thôi. Và phải có sườn nè, có mọc nè, phải có đầy đủ hết nha quý vị. Để sẽ tăng lên cái ngon của cái món ăn đó các bạn. Đây là hành phi nè, tôi cũng không có phi hành nữa, mình mua sẵn luôn. Đây, xíu vào đây cái này đây. Đó, một xíu muối mọc nha. Okay. Rồi, mời chị Hương Thơ và Thu cũng xin phép quý vị nhá. Thu cũng phải nếm để coi chị Hương Thơ nói có đúng ý của Hương, của Thu Hương không. Rất là vừa thưa quý vị, ngọt thanh. Wow, ngon quá, ngon quá. Bây giờ Hương Thơ sẽ dùng cái muỗng cái mọc này chấm với mắm ớt. Quá ngon. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đến đây thì chúng tôi đã hết giờ, chúng tôi sẽ dành thời giờ sau cái ống kính để thanh toán cái tô bún mọc này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn quý vị vào chương trình ẩm thực ngày nay lần tới. Kính chào quý vị.